Bài Kinh số 125 Kinh Điều Ngự Địa Danta bumi Sutta 213 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại Kalanda, Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Saji Achiravata tân học sa môn đang trú tại một cái cốc trong rừng rồi vương tử Sena trong khi tản bộ du hành đi đến saji achiravata sau khi đến nói lên với saji achiravata những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi một bên vương tử Sena, nói với sa di atiravata tôn giả adi vesana tôi có nghe như sau ở đây tỷ kheo sống không phóng vật nhiệt tâm tinh cần sẽ được nhất tâm sự việc là vậy này vương tử sự việc là vậy này vương tử ở đây tỷ kheo sống không phóng vật nhiệt tâm tinh cần sẽ chứng được nhất tâm thật là tốt lành nếu tôn giả Aki sana thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Này vương tử, tôi không thể thuyết pháp cho vương tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu này tôi thuyết pháp cho vương tử như đã được nghe, như đã được học, và nếu vương tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn. Tôn giả Aki Vesana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Rất có thể tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của tôn giả Aki Vesana. Này vương tử, tôi sẽ thuyết pháp cho vương tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu vương tử có thể hiểu ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt đẹp. Nếu vương tử không thể hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại trên sự trạng của mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa. Tôn giả Adhi Vissana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Nếu tôi có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Adhi Vissana, như vậy là tốt đẹp. Nếu tôi không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Adhi Vissana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi. Ở đây, tôi sẽ không hỏi tôn giả Agivesana thêm nữa. 214 Rồi Saji Achiravata thuyết pháp cho vương tử Jajasena như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe vậy, vương tử nói với Saji Achiravata như sau. Sự việc không phải như vậy, tôn giả Agivesana, trường hợp không phải như vậy, rằng tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. Rồi vương tử Zaya Sena sau khi nói lên với Saji Achiravata sự việc không phải như vậy và trường hợp không phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi rồi Saji Achiravata sau khi vương tử Rajasena ra đi không bao lâu liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Saji Achiravata kể lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vương tử Rajasena. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Saji Achiravata. Như vậy, này Aki Vetsana, nào có lợi ích gì? Vương tử Zayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được hay chỉ có ly dục mới chứng được sự kiện như vậy không xảy ra. 215 Này Aggi Vetsana, ví như giữa các con voi, con ngựa hay con bò được dạy điều phục, có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Này, Aghi Vetsana, ông nghĩ thế nào? Hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, các con ấy có thể đi đến khả năng điều phục, Danta Karanang có thể đạt đến điều phục địa không? Thưa vân, Bạch Thế Tôn còn hai con voi hai con ngựa hay hai con bò được dạy điều phục nhưng không được khéo điều phục không được khéo huấn luyện các con ấy không được điều phục có thể đi đến khả năng điều phục có thể đạt đến điều phục địa như hai con voi hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục được khéo huấn luyện kia không thưa không bạch thế tôn cũng vậy, này Aki Vitsana, vương tử Jayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục. Lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới, được, ly dục mới chứng được sự kiện như vậy không xảy ra. 216. Ví như, này Agi Vetsana, một hòn núi lớn không xa làng hay thị trấn, và có hai người bạn tay trong tay đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy và đi đến hòn núi kia. Sau khi đến, một người bạn đứng dưới chân núi, còn người bạn kia leo lên đỉnh núi người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với người bạn đứng trên đỉnh núi này bạn thân bạn đứng trên đỉnh núi bạn thấy những gì người kia nói này bạn thân đứng trên đỉnh núi tôi thấy các vườn khả ái các khu rừng khả ái các đất bằng khả ái các ao hồ khả ái người kia nói không có sự kiện này này bạn thân không có trường hợp này, bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống chân núi, nắm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi để bạn nghỉ thở một thời gian rồi nói: "Này bạn thân, này bạn có thể thấy gì khi bạn đứng trên đỉnh núi?" và người bạn ấy có thể nói: Này bạn thân, này đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia có thể nói như sau: Vừa rồi, này bạn thân, chúng tôi hiểu bạn nói, không thể có sự kiện này, này bạn thân, không thể có trường hợp này. Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, vân vân, các ao hồ khả ái. Nhưng này chúng tôi hiểu bạn nói. Này bạn thân, này đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, vân vân, các ao hồ khả ái. Người kia nói như sau: Này bạn thân, vì tôi bị che khuất bởi sườn núi này nên không thấy được những điều đáng thấy. Cũng vậy, nhưng to lớn hơn. Này, Adgi Vetsana là vương tử Jayasena bị che khuất, bị chặn đứng, bị chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh uẩn này. Vương tử Jayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nếu hai ví dụ này được ông đề cập cho vương tử Gia Sena, thời vương tử Gia Sena tự nhiên, Anacharyan tin tưởng ông và khi đã tin tưởng sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. Nhưng làm sao, Bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi đến từ nơi con cho vương tử Gia khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe như Thế Tôn được. 217 Ví như, này Agivetsana, một vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh bảo người nài voi. Này tượng sư, hãy cưỡi con vương tượng đi vào rừng có voi. Khi ông thấy con voi rừng, hãy cột nó lại vào cổ con vương tượng. Thưa vân, đại vương. Này vết Vetsana, người tượng sư vâng theo lời vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, cưỡi con vương tượng vào trong rừng có voi thấy con voi rừng, cột con voi rừng ấy vào cổ con vương tượng. Con vương tượng kéo nó ra chỗ ngoài trời. Cho đến như vậy, này Agi con voi rừng được đi ra đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Agi con voi rừng còn có sự tham luyến, tức là đối với rừng có voi. Người tượng sư tô với vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh về con voi rừng ấy tâu đại vương con voi rừng đã ra chỗ ngoài trời rồi vị vua xác đế lỵ đã làm lễ quán đảnh bảo người điều phục voi hãy đến này người điều phục voi hãy điều phục con voi rừng này bằng cách điều phục nếp sống rừng của nó bằng cách điều phục tâm tư rừng núi bằng cách điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não đối với rừng núi của nó bằng cách làm cho nó thích thú với thôn làng và bằng cách làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Thưa Vân, Tâu Đại Vương Này Aki Na, người điều phục voi vân theo lời vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó để điều phục tâm tư rừng núi, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ. Và này Ác-gi-vết-xa-na, con voi rừng khi được nói với những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ, liền nghe, lóng tai, trú tâm vào học hỏi. Anh nha! Tiếp đến, người điều phục voi đem cỏ và nước cho con voi rừng. Này Ác-gi-vết-xa-na, khi con voi rừng nhận cỏ và nước, Người điều phục voi mới nghĩ, này con voi rừng sẽ sống. Rồi người điều phục voi khiến con voi rừng làm thêm một động tác khác. Này bạn, nhặt lên, này bạn, đặt xuống. Này Agivetsana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, nhặt lên đặt xuống, rồi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn, đi tới. Này bạn, đi lui. Này Aki Vetsana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy đi tới, đi lui, rồi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn, đứng dậy. Này bạn, ngồi xuống. Này Aki Vetsana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy đứng dậy ngồi xuống rồi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác tên gọi bất động người điều phục voi cột cái khiên bằng gỗ vào cái vòi của con vật to lớn và một người tay cầm ngọn giáo ngồi trên cổ và xung quanh một số người tay cầm ngọn giáo đứng bao vây và người điều phục voi tay cầm một ngọn giáo với cán cây dài đứng ở phía trước, con voi ấy làm động tác bất động, không có di động chân trước, không có di động chân sau, không có di động thân trước, không có di động thân sau, không có di động đầu, không có di động tai, không có di động ngà, không có di động đuôi, không có di động vòi. Con vương tượng là con voi có thể nhẫn chịu đau, kiếm tên búa, chém, bắn, những chịu tiếng vang động của trống lớn, trống nhỏ, tù và, như là vàng rồng tẩy sạch các tỳ vết nhơ bẩn, xứng đáng được vua dùng, một sở hữu của vua, một biểu tượng của vua. 218 Cũng vậy, này Agi Vetsana, ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là Bậc A-La-Hán chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn như lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới gồm cả thế giới này với sa môn bà la môn thiên nhân lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ ta thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ văn nghĩa truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng tín ngưỡng như lai khi có lòng tín ngưỡng ấy vị này suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phượt con đường đầy những bụi đời đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ hoàn toàn thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc vậy ta nên cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình một thời gian sau người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho đến đây, này A-ki-vết-sa-na, là vị thánh đệ tử đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng này A-ki-vết-sa-na, các vị thiên, nhân có tham ái này, tức là năm dục công đức. Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Bati Mokha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học Pháp. Này Akhivitsana, sau khi vị thánh đệ tử đã giữ giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn đầy đủ oai nghi chánh hạnh thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt thọ lãnh và tu học trong học pháp như lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy hãy đến này tỷ kheo hãy bảo hộ các căn khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ tướng chung chớ có nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì vì nhãn căng không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các pháp, bất thiện pháp khởi lên, hãy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn thực hành sự hộ trì ý căn Này Adhi Vetsana, sau khi vị thánh đệ tử đã hộ trì các căn như Lai huấn luyện thêm vị thánh đệ tử ấy, hãy đến, này Tỷ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chân chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới và ta sẽ không phạm lỗi lầm sống được an ổn này Ác-ghi-vết-sa-na, sau khi vị thánh đệ tử đã tiết độ trong ăn uống Như lai lại huấn luyện thêm vị ấy hãy đến này tỳ kheo hãy chú tâm cảnh giác ban ngày khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại Pháp. Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại Pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại Pháp. Này Adgi na sau khi vị thánh đệ tử đã chú tâm cảnh giác, như lai huấn luyện thêm vị ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm nói, yên lặng, đều tỉnh giác. Này Agivetsana, sau khi vị thánh đệ tử đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác, như lai lại huấn luyện thêm vị ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy lựa một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm, vị ấy lựa chọn một trú xứ thanh vắng khu rừng gốc cây ngọn núi chỗ hoang vu hang núi bãi tha ma khóm rừng ngoài trời đống rơm vị ấy sau khi khất thực ăn xong trên đường trở về ngồi xuống kiết già giữ lưng cho thẳng trú niệm trước mặt vị ấy từ bỏ tham ái ở đời sống với tâm thoát ly tham ái gột rửa tâm hết tham ái từ bỏ sân hận vị ấy sống với tâm không sân hận lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình gột rửa tâm hết sân hận từ bỏ hôn trầm thụy miên vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 219. Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vì ấy sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân như trên, quán tâm trên tâm, vân vân như trên, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời. Ví như, này Agivetsana, một người điều phục voi, đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ, cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi của nó, để điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Cũng vậy, này Aghi Vitsana, bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được chánh trí, nhà già, để chứng ngộ Niết Bàn. 220. Rồi Như Lai like, huấn luyện thêm vị ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy trú quán thân trên thân, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thân. Hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến cảm thọ. Hãy trú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm. Hãy trú quán pháp trên các pháp và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp. Vì ấy làm cho dừng lại tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ví như một hồ nước, nước bên trong tự dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuận, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuận. Cũng vậy, vị ấy thấm nhuận, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Vị ấy ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng có những sen xanh sen hồng hay sen trắng những bông sen ấy xanh trong nước lớn lên trong nước không vượt khỏi nước nuôi sống dưới nước từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy không một chỗ nào của toàn thể sen xanh sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần cũng vậy vị ấy thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần vị ấy xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu cũng vậy vị ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt có tám mặt khéo dũa khéo mài sáng chói không uế trượt đầy đủ tất cả mỹ tướng và sợi dây này được sâu qua hòn ngọc ấy sợi dây màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hay màu vàng nhạt cũng vậy này đại vương với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí chánh kiến vị ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại hợp thành do cha mẹ sanh nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phấn toái đoạn tuyệt hoại diệt trong thân ấy thức ta được nương tựa và bị trói buộc. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này cũng là sắc pháp do ý làm ra đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ không thiếu một căn nào ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ người ấy nghĩ đây là vỏ đây là cây lau vỏ khác cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra lại ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiếm thanh kiếm khác bao kiếm khác và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra lại ví như một người lột xác một con rắn người ấy nghĩ đây là con rắn đây là xác rắn con rắn khác xác rắn khác và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra cũng vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này cũng là sắc pháp do ý tạo thành đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ không thiếu một căn nào với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông vị ấy chứng được các loại thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân hiện hình biến hình đi ngang qua vách qua tường qua núi như đi ngang hư không độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước đi trên nước không chìm như trên đất liền ngồi kiết già dạ, ngang qua hư không như con chim với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời những vật có đại oai lực đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên ví như một người thợ gốm khéo tay hay đệ tử người thợ gốm với đất sét khéo nhồi nhuyễn có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Lại ví như một người thợ ngà khéo tây hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đẽo dũa có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Lại ví như người thợ vàng khéo tây hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn, có thể làm các loại đồ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy, với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông vị ấy chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân hiện hình biến hình đi ngang qua vách qua tường qua núi như đi ngang qua hư không đụng thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước. Đi trên nước không chìm như đi trên đất liền. Ngồi kiết già dạ, ngang qua hư không như con chim. Với bàn tay chạm rờ mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến thiên nhĩ thông vị ấy với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và người xa và gần ví như một người đang đi qua đường nghe tiếng trống lớn tiếng trống nhỏ tiếng loa tiếng sập xỏa và tiếng kiển người ấy nghĩ đây là tiếng trống lớn đây là tiếng trống nhỏ đây là tiếng loa tiếng sập xỏa tiếng kiển cũng vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến thiên nhĩ thông vị ấy với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người xa và gần với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến tha tâm thông vị ấy sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh của loài người với tâm của mình vị ấy biết được như sau tâm có tham biết là tâm có tham tâm không tham biết là tâm không tham tâm có sân biết là tâm có sân tâm không sân biết là tâm không sân tâm có si biết là tâm có si tâm không có si biết là tâm không có si, tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm, biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Ví như một người đàn bà, một người đàn ông, một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch, sáng suốt hay một chậu nước trong. Nếu mặt có tỳ vết, liền biết mặt có tỳ vết. Nếu mặt không có tỳ vết, liền biết mặt không có tỳ vết. Cũng vậy, với tâm định tĩnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Vị ấy sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình vị ấy biết được như sau Tâm có tham biết là tâm có tham tâm không tham biết là tâm không tham tâm có sân biết là tâm có sân tâm không sân biết là tâm không sân tâm có si biết là tâm có si tâm không có si biết là tâm không có si tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời bốn mươi đời năm mươi đời một trăm đời hai trăm đời một ngàn đời một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết ví như một người đi từ làng mình đến làng khác từ làng ấy đi đến một làng khác nữa và từ làng này lại trở về làng của mình người ấy nghĩ ta từ làng của mình đi đến làng kia nơi đây ta đã đứng như thế này đã ngồi như thế này đã nói như thế này đã yên lặng như thế này từ làng kia ta đi đến làng nọ tại đấy ta đã đứng như thế này đã ngồi như thế này đã nói như thế này đã yên lặng như thế này từ nơi làng nọ ta đã trở về làng của ta như vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời bốn mươi đời năm mươi đời một trăm đời hai trăm đời một ngàn đời một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 221 với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thu xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng này các hiền giả những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân lời và ý phỉ bán các bậc thánh theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này các hiền giả còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân lời và ý không phỉ bán các bậc thánh theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời cõi đời này như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh vì ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng ví như một tòa lầu có thượng đài giữa ngã tư đường một người có mắt đứng trên ấy sẽ thấy những người đi vào nhà đi từ nhà ra đi qua lại trên đường ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng Người ấy nghĩ, những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên đường, những người này ngồi giữa ngã tư trên đài thượng. Cũng vậy, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh vị ấy với thiên nhãn thuần Tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của chúng này các hiền giả những tôn giả này, làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ bán các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ bán các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời cõi đời này như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí vị ấy biết như thật đây là khổ biết như thật đây là nguyên nhân của khổ biết như thật đây là khổ diệt biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt biết như thật đây là những lậu hoặc biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc nhờ hiểu biết như vậy nhận thức như vậy tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu thoát khỏi hữu lậu thoát khỏi vô minh lậu đối với tự thân đã giải thoát như vậy vị ấy khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát vị ấy biết sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm một người có mắt đứng trên bờ sẽ thấy con hến con sò những hòn đá hòn sạn những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ vị ấy nghĩ đây là hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm đây là những con hến con sò những hòn đá hòn sạn những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ cũng vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí vị ấy biết như thật đây là khổ biết như thật đây là nguyên nhân của khổ biết như thật đây là khổ diệt biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt biết như thật đây là những lậu hoặc biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc nhờ hiểu biết như vậy nhờ nhận thức như vậy tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu thoát khỏi hữu lậu thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Tỷ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của mũi, ruồi, gió, mặt trời và các loại bò sát, các ác ngữ, các lời nói chửi mắng, vị ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch về uế nhiễm, tham, sân, si. Vị ấy xứng đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chấp tay, là vô thượng phước điện trên đời. 222 Nếu này ác ghi vết xa na, một con vương tượng tuổi già chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện. Thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết, với cái chết không được điều phục. Nếu, này Agi một con vương tượng tuổi bậc trung, vân vân. Nếu, này Agi một con vương tượng tuổi trẻ chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời công vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Cũng vậy, này Agi Vetsana, nếu vị trưởng lão tỷ kheo chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu này Agi Vetsana, một tỷ kheo trung niên, vân vân, nếu này ác ghi vết xa na một tỷ kheo thiếu niên chết với lậu hoặc chưa đoạn tận thời tỷ kheo thiếu niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục nếu này ác ghi vết xa na một con vương tượng tuổi già khéo điều phục khéo huấn luyện chết đi thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết được điều phục nếu này ác ghi vết một con vương tượng tuổi bậc trung vân vân nếu này ác ghi vết một con vương tượng tuổi trẻ khéo điều phục khéo huấn luyện chết đi thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết được điều phục cũng vậy này ác ghi vết nếu một trưởng lão tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết được điều phục nếu này ác ghi vết xa na một trung niên tỷ kheo vân vân nếu này ác ghi vết xa na một thiếu niên tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi thời vị thiếu niên tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sa di Achiravata hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.